Xin chào các bạn. Trong những ngày qua mình đã chế những cái con máy vai bò lên đánh bản gai và khai thác cái máy VDS để chơi bản gai và Westminster để phục vụ gai. Với cơ chế kéo ấy là bằng lò xo. Cái cụm nhạc này mình đã làm hoàn toàn nha. Chân vồ này là chân vồ của Giroud. Mọi chi tiết gia công rất là tỉ mỉ cho ra một sản phẩm sắc sảo với các cái đường nét gia công cũng như là chắc chắn trong cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Sau đây mình sẽ test kỹ thuật về cái năng lực cót của cái cụm chơi nhạc và cụm điểm giờ. Hiện tại thì tôi đã xả hết cót này, xả hết cót ha. Hai cụm chơi nhạc và điểm giờ. Đợi thế này, xả hết ha. Tay tôi giữ cá phía sau, xả hết rồi. Giờ test cái cụm chơi nhạc trước. Điểm giờ trước. 1 2 Nó hai tay con nó chơi được rồi. Rồi bây giờ mình để đủ trong cái khả năng chơi, xong lát nữa lắp vào thùng để chúng ta cùng nghe cái nhịp điệu khi mà có trùng nhất và có căng nhất. Ở đây là cụm cót chơi nhạc, mình sẽ lên cót 1 tay, 2 tay, 3 tay. Cho 4 tay. 4 tay máy chạy được rồi. Chơi nhạc ok rồi. Đó. Vẫn chơi hai bản nhạc nha. Test kỹ thuật mục đích ấy. Thứ nhất là truyền tải cái thông tin này đến sẵn truyền cho khách hàng. Thứ hai là để các bạn tham gia các dịch vụ bên mình không còn phải băn khoăn thắc mắc gì về cái số ngày chạy và tiêu chuẩn kỹ thuật của chiếc máy. Khi máy các bạn gửi ấy, cho dù là dơ dão đến đâu thì cũng nằm trong cái gói cước mình nhận nâng độ như vậy. Máy dơ dão hay là nhiều hay ít thì mình đều làm hết. Vì có xử lý bạc thì chiếc máy nó mới nhẹ nhàng được. Máy nhẹ, năng lực chạy tốt thì cái sản phẩm mình đưa ra nó sẽ làm hài lòng các bạn hơn. Sau đây mình sẽ lắp vào thùng và sau đó cho nó chơi nhạc ở cái mức độ chậm nhất và nhanh nhất và cái số ngày chạy được trong một chu kỳ cót. Với cuối cót nó cũng không đáng kể. Để lên cót điểm giờ nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tay. Chuyển bài Westminster. Cảm ơn các bạn đã xem video.